Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư vinh đệ, thì hôm qua chúng con cùng với ban điều hành, tức là Thượng Tọa Minh Nhẫn và Đại Đức Minh Thượng, con vừa thực hiện chương trình họp nội bộ để triển khai các hoạt động của nhóm chúng ta trong quá trình mà chúng ta học Phật Pháp 4.0. Thì Thượng Tọa có đề ra những cái phương hướng như sau, là chúng ta sẽ sinh hoạt với tinh thần đó là đại dương xanh, tức là chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, đặc biệt là chúng ta cùng nhau đốt cháy cái đam mê của mình trong quá trình giảng dạy và truyền cao chánh pháp của Đức Thế Tôn đến với tất cả đại đa số quần chúng. Thì hôm nay được lệnh của Thượng Tọa và Đại Đức Minh Thuận cùng với Trung Đức trong ban tổ chức khóa văn pháp thời đại công nghệ 4.0, thì chúng con cứ có kính mời toàn thể đại chúng trở về màn hình online để thực hiện các phiên họp đầu tiên, và đó là lý do mà chúng con tổ chức phiên họp đầu tiên sáng hôm nay. Chúng con kính trình lên toàn thể đại chúng hoan hỷ cho chúng con. Còn cái vấn đề tiếp theo là con xin được giới thiệu bản thân của mình. Con là Tỳ Kheo Thích Minh Phước, hiện là sinh viên của Học viện khóa 16. Và hiện tại con đang sống với sư phụ con tại Chư Xứ Tổ Đình Lưỡng Xuyên, và là chủ, là cũng là sư phụ con cũng là chủ trì hai chùa, chùa Lưỡng Xuyên và chùa Phước Tường. Chúng con xin giới thiệu về bản thân của mình là trong quá trình sinh hoạt nhóm thì Thượng Tọa có đề ra hai phương hướng, đó là một vị chúng phó và một vị thư ký. Như vậy thì con kính thể đảnh chúng tay mà chúng ta phát nguyện để chúng ta làm thư ký và làm chúng phó của nhóm mình không ạ? Tại vì thứ nhất là con nghĩ là thư ký thì mình nên giao cho một vị sư cô nào rồi và một thầy để làm chúng phó. Cho nên con kính thỉnh đúng ca hoan hỷ để mình làm phó và làm thư ký không ạ? Và thứ năm là phương hướng hoạt động. Thì cái trang này được thành lập là mục đích là để cho quý vị, để cho tập thể huynh đệ chúng ta được thuyết giảng trực tiếp online trên cái trang mà của nhóm chúng ta. Thì tụi trò có nói là chúng ai cũng có, như bản thân chúng con thì mỗi đêm khoảng 70-80 người, có khi thì cũng có 20 người, thì mỗi vị huynh đệ chúng ta ai cũng có quần chúng, thì một vị, hai vị, năm vị, thì chúng ta gửi cái đường link này đi cho các vị đó vào để nghe chư huynh đệ cùng nhau thực tập. Trong quá trình mà chúng ta học tập, chúng ta thực tập như vậy thì con nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn và chúng ta sẽ không bị ngại trước ống kính. Thật sự con nói là, con xin được phép nói là chúng ta giảng trước ống kính thì rất là khó khăn, tại vì không có quần chúng ngồi để mà nghe. Mọi người rất là trang nghiêm khi mà chúng ta giảng trong một đạo tràng thì nó rất là trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà giảng trên màn hình online thì nó ngược lại hoàn toàn. Tại vì con cũng nghe quý vị cũng có nói là giảng màn hình online thì mọi người kiếm cái chỗ ngồi nó không có ổn định. Và thứ hai là đụng đâu ngồi đó, đặc biệt là cái background phía sau có rất là nhiều đồ, nhiều khi người nhiều vị đang rửa chén mà cũng lên ngồi để nghe pháp nữa. Cho nên các bạn, cái việc mà giảng online, nếu chúng ta giảng online được thì chúng ta sẽ giảng với đại đa số quần chúng được. Cho nên Thượng Tọa muốn là thành lập một cái nhóm như vậy để chúng ta cùng nhau phát triển theo tinh thần của Đại Dương Xanh, là cùng nhau phát triển, cùng nhau học tập. Và chúng ta sẽ thỉnh các huynh đệ trong học viện trước, để các huynh quý thầy trong học viện trước, tại quý thầy trong học viện thì kinh nghiệm hay là việc thực tập thuyết giảng thì rất là có nhiều trong kinh nghiệm đó. Cho nên thì Thượng Tọa cũng có nói là ưu tiên cho những vị trong học viện, hoặc là những vị mà có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trước, thì chúng ta sẽ bắt đầu giảng dạy cho Phật tử thực tập để thuyết giảng cho Phật tử trên cái trang này luôn. Tức là chúng ta sẽ bắt đầu lúc là 8 giờ cho đến 9 giờ 30 hàng ngày. Thì mình huynh đệ nào đó trong nhóm đại diện ra để giảng dạy cho quý Phật tử.
Rồi xong ngày sau thì ta sẽ chia ra từng vị để thực tập giảng dạy cho Phật tử trên cái trang Google Meet này. Thì mình sẽ dành cho những cái chư huynh đệ nào trong học viện trước để các huynh đệ có để mình học tập theo những vị đàn anh đi trước. Tại vì những vị đàn anh đi trước sẽ có nhiều kinh nghiệm để giảng dạy hơn, thì mình đàn em thì mình sẽ học theo từ từ. Cho nên là tường tòa có nói là dành cho những huynh đệ trong học viện đầu tiên. Rồi nếu mà chúng ta còn ngại trước ống kính hay ngại trước quần chúng thì ta sẽ hai vị trong một buổi giảng, nghĩa là hai vị cùng nhau hợp tác để giảng trong một buổi giảng, thì các huynh đệ sẽ cùng nhau, vừa là sẽ cùng nhau, các anh đệ mà không có giảng thì sẽ cùng nhau trở về cái màn hình online để hỗ trợ họ đi xử lý những cái khủng hoảng truyền thông. Không biết như khi mà đệ đang, ví dụ như chú huynh đệ đang giảng thì trong tin nhắn sẽ có những cái tin nhắn nè, tại vì số lượng là đại đa số quần chúng rất là đông, cho nên cái số lượng đó mình không kiểm soát được, có thể mình tắt đích họ được, nhưng mà trong cái tin nhắn mình không thể bật tắt tin nhắn của họ luôn được, tại vì trong đó có những vị mà đặt câu hỏi, có những vị mà đặt câu hỏi thật lòng để học hỏi chánh pháp, để tìm hiểu chánh pháp, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, nhưng đâu đó cũng có những vị mà họ không với cái thật tâm, họ vô mục đích là cũng như quậy cho cơm mình nó hôi lên ăn không được khóa cho hôi, ví dụ vậy. Thì những cái câu hỏi đó được đặt lên cái màn hình này thì quý đệ không giảng để trực tiếp xử lý những cái khủng hoảng truyền thông đó, ví dụ là xóa tin nhắn hay cho nó phớt lờ qua luôn cũng được, để làm để tránh làm ảnh hưởng đến quý huynh đệ đang giảng. Ví dụ như là ví dụ như chúng con đang chia sẻ với Phật tử đi, thì con không tránh được cái lúc mà họ nhắn tin như thế nào, con không tránh được, con không để ý được, nhưng mà cái người đang xem thì họ sẽ để ý được cái tin nhắn này nè. Ví dụ như bữa hổm con nghe thầy Chí Quang thì nói là đang thuyết giảng trên mạng gì đó, tức là có một vị nhắn tin: ê mày, vợ mày đi đẻ sao rồi? Từ ông thầy giảng sư mà đang giảng thì vợ mày đi đẻ sao rồi thì coi như là thua rồi, bà giảng thất bại rồi, dù ông thầy nói hay tới cỡ nào, dù ông thầy đó nói là thao thao bất tuyệt, vô thường vô ngã niết bàn tam pháp ấn hay tứ pháp ấn, vô thường vô ngã niết bàn khổ không vân vân, hay là nói tứ diệu đế thao thao bất tuyệt lời Đức Phật dạy nói truyền tải vô cùng, mà nhìn câu ê mày, vợ mày đi đẻ sao rồi thì ông thầy này chắc chắn là ông thầy giảng sư giỡn rồi. Cho nên những cái đó là có nghĩa là cần phải xử lý truyền thông, là một huynh đệ lên giảng, hai huynh đệ cùng nhau hợp tác giảng, thì các huynh đệ ở dưới cùng nhau xử lý những cái truyền thông này cho các huynh đệ giảng, hỗ trợ nhau giảng. Đó là chiến lược đại dương xanh mà thượng tọa Thượng Minh Hạ Nhật chúng ta tổ chức đã hướng dẫn cho chúng ta. Như vậy cái chiến lược đại dương xanh này là cùng nhau phát triển, để sau này con nghĩ là quý thầy quý sư cô ai cũng có tín đồ riêng của mình, rồi cũng sẽ chia sẻ giáo pháp, đặc biệt là chia sẻ giáo pháp với tín đồ Phật tử tại địa phương mình. Thì cái vấn đề này thì đa số là dù những vị rất là giỏi, rất là hay, rất là tài giáo lý thao thao bất tuyệt, nhưng mà ngại quần chúng, nghĩa là đặc biệt là cái thời buổi này nữa đâu có tiếp xúc được quần chúng đâu, cho nên học xong giảng sư ra không có quần chúng để tiếp xúc, và từ cái không tiếp xúc từ từ lên nó rất là ngại, là vì nhìn đông quá không biết nói cái gì. Thật sự là cốt ở dưới thì mình suy nghĩ mình nói rất là nhiều. Ví dụ như mình nói mình nghĩ về vô thường đi, mình nói bài pháp vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thân, tâm và hoàn cảnh là như cái gì, là cái gì, mình nói như thế á, mình nghĩ dưới mình nghĩ xong hết ra một dãy dài như vậy, rồi cuối cùng mình lên cuối cùng chữ nó bay đâu hết, mình không biết gì hết, mình lên mình cứ nói thân vô thường, mình đọc lại hoài như vậy thì coi như mình bị ngại quần chúng, mình bị tác động quần chúng, ảnh hưởng tâm lý của mình. Như vậy là mình thực tập online, mình giảng trên nhóm mình như vậy thì mình sẽ không ngại quần chúng nữa, và mình đưa vào trong cái lại gia thức của mình những cái chủng tử thiện lành, nó sau này mình không cần soạn bài luôn. Thượng tọa là sau này mình giảng được online như vậy thì mình không cần soạn bài luôn, mình cứ việc là đi đâu vậy, cái người ta văn là mình chụp, người ta văn là mình chụp. Ví dụ như người ta bạch thầy con thỉnh thầy, bạch sư cô thỉnh sư cô lên chia sẻ giáo lý với Phật tử, thì tự nhiên cái mình đã có cái vốn kiến thức là mình đã thuyết giảng online ở trên mạng rồi, cho nên mình đem cái bài pháp thuyết giảng online của mình ra để mình chia sẻ lại, thì mình đã thành công rồi. Cho nên là chúng ta ai cũng thực tập giảng ở trên Google Meet thì hết một đêm, thì tự có thể là thời gian do quý huynh đệ ấn định, tại vì huynh đệ con không nắm được thời gian của chư huynh đệ, tại vì một số chư huynh đệ là học viện, là sinh viên của học viện cũng năm 2, năm 3 rồi, cho nên quý huynh đệ thời gian rất là bận,
đặc biệt là học viện thì làm tiểu lượng như cơm bữa, làm liên tục luôn, nên không có thời gian qua học, thời gian lịch học sáng chiều sáng chiều sáng chiều luôn. Như vậy là chỉ thời gian rảnh buổi tối thôi, mà buổi tối con nghĩ là cái buổi mà hợp lý nhất, tại vì đại đa số quần chúng đều rảnh vào buổi tối. Có thể họ đi làm tới tăng ca tới 7 giờ đi, họ về thì họ tắm rửa giặt đồ xong, họ ăn cơm xong là 8 giờ bắt đầu họ rảnh, họ có thể bật cái màn hình điện thoại online của mình lên, nên để họ theo dõi mình thuyết pháp, để rồi từ đó cái mình có đại đa số quần chúng, đặc biệt là 8 giờ tới 8:30 là cái thời gian mà họ rảnh nhất, là rảnh luôn rồi, rảnh tới sáng luôn rồi. Cho nên cái thời gian này thì là cái thời gian mà mình chọn lựa để mình thực tập thuyết giảng trên cái Google Meet này cho Phật tử thì nó hợp lý vô cùng. Cho nên con có kính mạch huynh đệ là xin cho mình chọn cái giờ đó là từ 8 giờ tới 8:30, mình giảng tới 9:30 thì cái thời gian hợp lý nhất. Có thể mình không cần nói đúng 1:30 đâu, mình chỉ cần nói khoảng 1 tiếng thôi, 1 tiếng đổ lại thôi, thì cái bài pháp mình nó sẽ thành công hơn. Tại vì khi mà nói 1:30 sợ mình không đủ vốn để mình nói. Với huynh đệ học viện thì chứ con không nói, con không nói, tại huynh đệ học viện thì rất là giỏi rồi, còn đặc biệt là với huynh đệ trung cấp, hoặc là chưa phải là trung cấp luôn mà mới thọ tỳ kheo đó, do quá trình tìm hiểu rồi chưa có tiếp xúc được nhiều cái văn phong của Phật giáo, hoặc là chưa đủ ngôn luận, thì mình có thể là mình nói trong vòng 1 tiếng thôi, từ cách nói 1 tiếng 1 tiếng 1 tiếng thôi, rồi mình nghe cho huynh đệ khác nói nữa, thì tạo thành một cái vốn kiến thức cho mình, sau này mình bước vào các diễn đàn để thuyết giảng thì nó sẽ tiện hơn. Nên cho nên là con nghĩ là thời gian 8 giờ tới 8:30 thời gian hợp lý nhất, và thời gian huynh đệ, thời gian mà quý huynh đệ thực tập thuyết giảng thì con nghĩ là từ 8 giờ tới 8:30 buổi tối thì sẽ hợp lý hơn. Đó là phương hướng hoạt động. Rồi con xin được hỏi ý kiến của quý huynh đệ, tại vì thời gian mình không có nhiều cho nên con không được phép nói nhiều, tại vì con còn họp bên thượng tọa nữa để đưa ra cái đề án nhất định. Và cho nên là con xin ý kiến quý huynh đệ là nhóm mình hoạt động như vậy có được không ạ? Tức là quý huynh đệ sẽ thực tập thuyết giảng, vị nào cũng thực tập thuyết giảng hết, nó từ 8 giờ cho đến 9:30, hoặc 8:30 cho đến 9:30, sẽ thỉnh từng vị huynh đệ, và đặc biệt dành cho mấy huynh đệ trong học viện trước, tại vì huynh đệ trong học viện sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Có những vị đang học giảng sư, khoa giảng sư của học viện Phật giáo Việt Nam thì quý huynh đệ đó sẽ có kinh nghiệm hơn, thì huynh đệ ta cùng lên nghe để xử lý truyền thông, và cùng lên học tạo cho mình cái kinh nghiệm. Cho nên mấy huynh đệ có ý kiến gì không ạ? Con mời thầy Vạn Tánh, con thấy thầy có giơ tay lên, như là con thỉnh thầy ạ, thầy bật mic lên ạ. Dạ thầy Vạn Tánh, thầy có ý kiến không ạ? Dạ quý thầy, bây giờ con xin ý kiến của thầy ạ. Con bạch thầy, nó đụng trống lắm thầy, chứ con không có ý kiến gì. Dạ. Dạ Phật. Dạ con thỉnh vị nào có ý kiến thì mình bật mic lên để mình góp ý kiến hả? Tại vì nếu mà được thì tối nay mình sẽ thực tập thuyết giảng luôn. Tại vì tối nay con sẽ mời mọi người cùng vào trong nhóm của mình. Ai cũng có quần chúng hết, cho nên mọi người cứ việc mà chia sẻ cái đường liên này cho quần chúng của mình, để quần chúng mình vào cùng mình. Ví dụ như có Phật tử của mình thì mình mời Phật tử mình vào vô, cái đầu Phật tử mình nói thầy tôi đã thuyết giảng trên này, thì mình cũng được hãnh diện một chút. Cho nên... Thầy Nguyên Như được ý kiến hả thầy? Dạ. Để con thỉnh thầy ạ. Nam mô Đà Phật. Dạ. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý tăng ni, kính thưa đại chúng. Thì theo sự phổ biến của thầy chúng trưởng đó, thì cái thời gian mà mình thực tập thuyết giảng là từ 8 giờ đến 9:30 phải không thầy? Dạ đúng rồi. Dạ. Có thể hơn. Dạ. Thì có thể mình lùi khoảng 8:15 được không thầy? Để cho. Dạ cũng được luôn à. Dạ cũng được rồi. Có thể là 8 giờ. Dạ. Rồi cái vấn đề mà bầu chúng phó với thư ký á, thì về thư ký thì chắc là mời quý sư cô đi. Dễ hơn. Dạ. Thì cái những cái phương hướng hoạt động và cái thực tập thuyết giảng này nó rất là tốt để cho mình mai mốt mình có tiếp xúc quần chúng đó, hoặc là mình thuyết giảng nơi những cái đại chúng đông á, thì nó rất là tốt cho mình, để mình
phát triển cái vấn đề mà thuyết giảng cũng như là vấn đề phòng pháp đó. Dạ. Thì cái đó là một cái vấn đề là rất là tốt á, để cho mình quen với cái vấn đề mình thuyết giảng, mình đứng trước đám đông. Dạ. Con có vài lời như vậy. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cho con xin ý kiến của vài vấn đề nữa ha. Dạ, cho Minh Phước thỉnh thầy Quảng Hùng đi ạ. À. Tại thầy đang học học viện. À, tại vì con sẽ thỉnh thầy giảng trong buổi chắc thì mình thỉnh thầy Quảng Hùng giảng buổi giảng đầu tiên. Tại thầy Quảng Hùng đang là tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam và thầy sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, thầy có nhiều kiến thức hơn. Cho con xin thỉnh thầy Quảng Hùng. Dạ, không được đâu thầy. Con cũng đang học viện mới học mà con thấy là trong này có thầy Nguyên Như á. Thầy chắc thầy hình cũng đang học xong thạc sĩ. Thầy cũng là tuổi hạ cao, rồi cái sự trải nghiệm của thầy nhiều, dù gì thầy cũng là đàn anh trong này á. Dạ. Thì con thiết nghĩ là cũng nên thỉnh thầy Như làm đàn anh đi trước, rồi tụi em út ở sau á, đi theo sau rồi học hỏi thêm. Chứ bản thân con cũng mới vào học viện đã có kinh nghiệm để giảng dạy đông. Xưa giờ con chưa ngồi trước hội chúng bao giờ, nó thành thử con hơi bỡ ngỡ rất là nhiều. Nên mong quý thầy hoan hỷ cho. Dạ, đạo Phật, thì con có thầy Nguyên Như, con sám hối thầy. À, vậy thầy con cho con xin thà. Dạ, đâu có gì đâu quý thầy quý cô. Dạ, thì cho mình con thì cũng nói thầy. Chung là học xong học viện. Chứ cũng không phải thôi, gì đặng anh gì đâu. Đặng đây có thầy Đức Nguyên Như. Thì con xin kính thỉnh thầy khoảng tối nay đi được không thầy ạ? Tối nay bắt đầu mình làm luôn. Hay là tối nay thầy. Tại vì mình thực tập luôn cũng không sao, nếu mình về một ngày hai ngày cũng không sao hết. Dạ vâng. Dạ. Đây là vậy đầu tiên là ví dụ như mở hàng là mình thỉnh Đại Đức Nguyên Như đi. Thỉnh con thỉnh thầy để cho tụi con có học nhiều kinh nghiệm hơn, tại vì con cũng không biết gì. Tại quý thầy do không phải là quý thầy gì mà tại vì do quý thầy bận quá nhiều công việc nên con thì chẳng có là gì hết. Cho nên con đạo chủ trưởng con cũng rất là ngại, cho nên con thỉnh thầy hoan hỷ là cho tự con ý kiến là con thỉnh thầy giảng trong buổi giảng đầu tiên bạch thầy. Thầy chúng trưởng hay giận trước đây. Đâu có sao đâu. Dạ thôi vậy đây cũng đồng môn đồng tu độc học hết mà. Này con, dạ có gì con thỉnh thầy buổi giảng đầu tiên đi cho thỉnh thầy Nguyên Như trong buổi giảng đầu tiên ha. Không biết là những cái chủ đề mình thuyết giảng là mình chọn chủ đề tự do hay là có phân ra cái chủ đề gì không ạ? Dạ chắc là đầu tiên thì thầy chắc con thỉnh là mình giảng chủ đề tự do đi, hoặc là mình giảng trong 37 phẩm trợ đạo cũng được các bạch thầy. Dạ mô Phật. Dạ. Chúng con cũng hay giảng những cái chủ đề tự do cho Phật tử, ví dụ như là tình yêu thương hay là an lạc tự tâm hay là hạnh phúc là gì. Những cái chủ đề đó thì dễ chọn hơn các bạch thầy. Dạ mô Phật. Tại vì mình thực tập, con nghĩ là mình thực tập thuyết giảng thì mình giảng cái gì mà mình, cái gì là cái ruột của mình á, cái gì là cái chất của mình nó dễ hơn. Dạ. Bây giờ kia vô nói là thánh đạo tám ngành, bát chánh đạo thì nhiều vị biết bát chánh đạo là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư biết hết luôn nhưng mà nói không được. Dạ. Dạ cho nên mình giảng theo chủ đề sẽ dễ hơn mà. Cho nên thì thỉnh Đại Đức Nguyên Như mình giảng đầu tiên, mở hàng cho anh em để anh em học hỏi kinh nghiệm. Con sẽ giảng lời từ quý thầy con xử lý truyền thông. Nói chung những cái chủ đề ví dụ như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, rồi thập nhị nhân duyên là những cái chủ đề mà coi như là quý thầy quý cô mà thi vô học viện là coi như là đều thuộc lòng hết, đều biết hết. Dạ. Nhưng mà để mà giảng là cũng phải là mình cũng phải triển khai nhiều vấn đề ở trong Phật pháp cũng như là trong cuộc sống. Dạ. Có những cái ví dụ hay là có những cái chứng minh, có những cái luận giải sâu thì quần chúng Phật tử thì họ sẽ hiểu rõ hơn. Dạ. Dạ. Dạ tại con nghĩ là trong quá trình mình giảng mình có thể đưa vào bát chánh đạo hay là tứ diệu đế hay tứ chánh cần, mình giảng trong cái chủ đề của mình đưa vào luôn cũng không sao hết luôn. Dạ mô Phật. Đó là những cái giáo lý căn bản mà. Dạ dạ đúng rồi. Anh chị mình thỉnh thầy Nguyên Như làm phó luôn đi, làm là
Phó nhóm luôn đi. Dạ con thỉnh thầy làm phó nhóm luôn. Và một tí nữa thì con sẽ gửi cái đường link và để mình vào trong cái nhóm mình họp chung thượng đoàn bên Nhẫn. Và bây giờ thỉnh thêm một sư cô làm thư ký nữa đi. Dạ con thỉnh lại đến Nguyên Như làm chúng phó luôn. Rồi con thỉnh một sư cô nữa làm thư ký luôn. Để lát mình vào trong cái trang mình họp chung thượng đoàn bên Nhẫn. Tại bên thượng đoàn cũng đang hối họp nhanh lên đặng đặng mình vào cái trang mình họp. Tối nay bắt đầu mình tối mai bắt đầu mình thực hiện chương trình văn pháp của mình luôn. Vâng. Trang mình có thể chứa hỏi trong ở trong nhóm rồi có ai muốn làm chúng phó gì không? Dạ không, để thầy Nguyên Như đi, thầy là thạc sĩ rồi. Vâng. Rồi mình kế thêm một sư cô nữa để làm thư ký. Mới qua hả? Cái gì đó? Để xuống bếp đi, xuống bếp chút thầy, xuống bếp thầy thầy. Dạ, ôi. Để thầy học một chút. Dạ, để cảm ơn con nghe. Để đem xuống bếp cho thầy đi. Dạ, trang của mình nó chứa phải được 300 người đó quý thầy. Cho nên là con đăng ký khoảng 50 vị đi, 50 vị để vào để nghe pháp. Rồi quý vị, quý thầy, quý sư cô ai có quần chúng mình, con sẽ chia sẻ lên thì mình chia sẻ vào. Rồi mình ghi âm lại, mình ghi cái màn hình lại để mình gửi cho thượng tọa Minh Nhẫn. Có thể là bài pháp hay quá sẽ được Phật sự online đưa tin nữa đó quý thầy. Cho nên là con thỉnh một vị thầy làm chúng phó và một vị thầy làm thư ký. Là con thỉnh là thầy Nguyên Như làm chúng khó rồi. Đây con thỉnh bây giờ con thấy có một sư cô bật camera lên là cô Thanh Tâm, con thỉnh sư cô làm thư ký luôn à. Dạ như vậy thư ký thì một lát thượng tọa sẽ cô mở mic lên. Bên đây thì có quyền tắt mic mà không có quyền mở mic. Mở được không sư cô? Sư cô bấm cái mở mic gần cái chỗ cái video á. Thanh Tâm mạng không có nên với thầy bằng các vị khác vậy. Dạ do mạng cô Thanh Tâm không có. À, như vậy cô gật đầu được không? Bây giờ con thỉnh cô làm thư ký, cô gật đầu hay là cô lắc đầu? Cô gật đầu rất là ok rồi. Ý là cô đang học thạc sĩ bản đồ á, cái mạng nó không ổn định. Dạ dạ dạ. Nên là cô cái nãy giờ cực khổ lắm cô mới vào được trang, đôi khi cô sợ cô không nắm bắt được thông tin đó. Dạ. Thầy coi cái cô làm được không? Dạ 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 dạ. Vậy mình thỉnh vị khác vậy. À, cho nên một dạ trong tin nhắn sư cô từ chối rồi ạ. À. Cho nên mình thỉnh vị khác vậy. Lát mình lên nhóm mình thỉnh sau cũng không sao. Bây giờ là mình đã có thầy Nguyễn Như để làm chúng phó rồi, nên cho nên thì cũng chẳng sao hết, tạm thời là như vậy rồi. Một bây giờ một tí nữa mình thống nhất ý kiến là 8:15 để mình thực tập thuyết giảng. Có thể là ngày mai đi để cho đại đức Nguyên Như đại đức chuẩn bị cái bài giảng của mình. Tại vì trong quá trình giảng thì chúng con có ghi cái màn hình lại để gửi cho thượng tọa Minh Nhẫn việc để mà đăng lên cái cổng thông tin đó. Cho nên bắt đầu ngày mai thì mình sẽ thực tập thuyết giảng lúc 8:15. Quý vinh đệ có ý kiến gì không ạ? Để mình cùng cầu quý đệ chúng ta cũng sẽ vào trong cái nhóm này để nghe từng vị thực tập để giảng dạy cho Phật tử. Cho nên rồi quý vị sẽ cùng nhau hỗ trợ để xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình, thì nó sẽ nhiều cái khủng hoảng truyền thông lắm. Cho nên thì có thể để chúng ta cùng nhau vào được hết luôn, nếu quý vị có thời gian. Và có thể là hai vị cùng giảng cũng được. Tại vì nếu mà chúng ta ngại xuất hiện trước đám đông thì hai vị cùng xuất hiện trên một màn hình cùng nhau giảng luôn. Nên cho nên là đầu tiên thì mình sẽ thỉnh đại đức Thích Nguyên Như, sau đó là mình thỉnh quý đệ trong học viện từ từ rồi xuống từ từ. Dạ cho nên quý thầy với sư cô còn ý kiến gì thêm không ạ?
nếu không có ý kiến chung thì con chốt lại các vấn đề đó là mình đã bầu ra được thì chúng khó và thư ký thì chúng ta đang tìm. Và thứ hai là vào lúc 8:15 hàng đêm, tức là 20:15 thì huynh đệ chúng ta cùng nhau thực tập thuyết giảng. Nếu huynh đệ nào không thể nào giảng được thì chúng ta sẽ hai vị, đặc biệt con nghĩ là mình nên thực tập thuyết giảng lên không sao á, tại vì mình nói trên màn hình online mà mình có thể trải giấy trên mặt bàn đó cũng chẳng ai biết đâu, mình nhìn vào giấy mình nói luôn cũng chẳng sao á. Và cái này là cái mình không bị ngại trước đám đông về sau á, tại vì đầu tiên là con thấy là nhiều vị cũng ngại trước đám đông lắm, cho nên là sau này dù học giỏi luôn đó nhưng mà không ngại trước đám đông thì không bao giờ nói được lên, là người ta nói là dùng hai từ trệ khẩu á, người ta dùng hai từ trệ khẩu là không thể nào nói được. Con thấy những vị rất là hay, rất là giỏi, là tài, nói tới đâu là trả lời được cái đó, nhưng mà chỉ một vị hai vị thôi trả lời trực tiếp được, nhưng mà ngồi trước thính chúng từng 200 vị thôi, 50 vị thôi bắt đầu luôn không nói được, chẳng hiểu tại sao, rất là lạ. Cho nên mình thực tập trước như vậy mình sẽ không bị ngại trước đám đông, cho nên con nghĩ là mỗi vị nên thực tập hết luôn, từ các vị ưu tiên cho những vị đang học là thạc sĩ, cử nhân, đến các vị là trung cấp, cho nên thì chúng ta sẽ ưu tiên từ tầng lớp như vậy để mình tuy là nhiều vị có kinh nghiệm giảng nhưng mình sẽ ưu tiên cho các vị lớn hết, thì mình kính lão mình đắc thọ cho nên thì mình dành cho những vị lớn trước nè. Nên đầu tiên mình thỉnh Thượng Tọa Nguyên Như, rồi thứ hai mình thỉnh thầy Đại Đức Thích Vãn Hùng và các vị thầy học viện trước, rồi mình sẽ thỉnh vào quý sư cô. Cho nên thì ai cũng có thể vào nghe hết. Ví dụ Đại Đức Nguyên Như, Đại Đức giảng thì chúng con sẽ vào và các vị cũng sẽ vào luôn để thính pháp, hỗ trợ tiếp thêm cái năng lượng cho quý thầy. Dạ, thầy Thanh Tâm ạ. Dạ, thầy có ý kiến không ạ? Dạ, con xin thầy cử người khác đấy ạ. Con không có năng lực làm đâu thầy ơi. Sao vậy sư cô? Con thấy ok mà. Thư ký chủ yếu thầy, cái chat thôi cô ơi. Vừa rồi thầy đó mới nói là có những người khả năng đứng trước công chúng khả năng tốt, nhưng mà con nói trước công chúng là con run, là con nên mọi việc là khó dạ, lắm, con đang thực tập là, thôi. Tôi nghĩ là sư cô nên thực tập giảng luôn, tại vì tôi nghĩ là mình giới thiệu là sư cô đang du học, Thích Nữ Thanh Tâm đang du học thạc sĩ tản độ, nó oai không? Rất là oai, cho nên cứ lên nói luôn không sao hết. Không dùng từ oai thầy ơi, học chưa được gì hết cho nên không có dùng từ oai. Dạ, nghiên cứu như vậy đi, nghiên cứu như vậy cũng rất là hay. Con nghĩ là nhiều cái hay lắm, cho nên là con nghĩ là sư cô nên tham gia luôn. Tính ra nhiều vị trong này của mình rất là niên cao làm trưởng luôn rồi. Tuy là không được như mấy các vị bà thượng, nhưng mình đã học thạc sĩ rồi. Dạ, nếu như theo như con biết trong này nhiều vị học cao hơn nữa, thầy cứ lên tiếng, thầy chọn người khác đi ạ. Dạ. Rồi, thì nếu mà sư cô không làm thư ký được, nhưng thỉnh sư cô cũng tham gia để mà thực tập luôn nha sư cô. Có thể là hai vị trong một diễn đàn, ba vị trong một diễn đàn vẫn được luôn. Nghĩa là ba vị trong diễn đàn, ví dụ như sư cô, rồi sư cô Bạn Tấn và sư cô Kỉnh Miên, thì ba vị cùng trên một diễn đàn cùng giảng một bài pháp thoại luôn, cho nên không sao hết. Mình cứ thực tập đi, rồi từ từ cái mình bớt ra hai vị, tại trang mình còn hoạt động liên tục mà, thấy không? Cho nên là tỉnh sư cô cũng như vậy. Rồi cho nên là bây giờ mình chốt lại vấn đề rằng mình một tí nữa mình ba bên thực tập mình nhận mình hợp, là thứ nhất là mình sẽ thường huynh đệ chúng ta cùng nhau thực tập diễn giảng luôn trên những cái diễn đàn này lúc 8:15, cũng giống như Đại Đức như đã quyết định giờ là 8:15, chúng ta cùng nhau trở về màn hình. Nếu vị nào rảnh thì chúng ta sẽ trở về màn hình lúc 8:15 buổi tối, nếu không rảnh thì cũng chẳng sao hết, tại vì đây là cái buổi mà thực tập cho các vị học viên của chúng ta diễn giảng. Giảng trên màn hình thì chắc chắn là bạn con sẽ vào màn hình để con hỗ trợ việc những thành viên vào để nghe pháp, rồi và một số vị chúng ta vào ta cũng ủng hộ tinh thần, tức là tiếp thêm năng lượng và hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông, tại vì trong quá trình giảng thì mình không chắc chắn được ai muốn nói gì họ nói, thậm chí đang giảng họ bật cái mic lên họ nói nữa. Cho nên bây giờ mình chốt lại 8:15 mình sẽ thực tập diễn giảng vào ngày mai. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ một đêm và ngày mai mình sẽ thỉnh Đại Đức Nguyên Như để thuyết giảng buổi giảng đầu tiên, rồi sau đó mình sẽ thỉnh những vị khác nữa cho đến xuống từ 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 từ
À, như vậy hai sư cô, à, hay, như vậy với vấn đề mình có thêm biết gì không ạ? Dạ mô Phật, cái về thư ký á, thì con nghĩ là chủ yếu là ghi chép thôi. Dạ dạ đúng rồi. Mấy cô thì ghi chép rất là tốt, có gì ghi đó. Dạ. Thư ký là chủ yếu là vấn đề ghi chép. Nên cuộc họp gì diễn ra thì mình cứ ghi chép, hoặc là có ý kiến thì mình cứ ghi chép thôi thôi. Dạ. Dạ rồi, vậy như vậy à, trên nhóm thì mình sẽ bầu thư ký sau bạch thầy. Và bây giờ thì mô Phật, mình kết thúc cuộc họp tại nơi đây đi. Đặng mình một tí nữa thì từ bọn mình nhận sẽ gửi đường link, con sẽ gửi cho thầy và một cô thư ký nữa bạn thầy. Dạ vậy như vậy, nếu như vậy thì mình chốt là vấn đề 8:15 mỗi bữa tối mình sẽ thực tập chiến lược đại dương xanh, đó là cùng nhau hỗ trợ một vị thầy giảng, hai vị thầy giảng, thì mình sẽ cùng nhau hỗ trợ cùng xử lý cùng bản truyền thông, xử lý cùng chặt mạng gì đó. Rồi những cái vấn đề sau thì từ bọn mình nhận phổ biến thì con sẽ phổ biến đến mọi người sau. Thank you.